Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc nội dung của câu kinh Pháp Cú, không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Dẫn nhập. Trong đời sống hiện đại đầy bận rộn và căng thẳng, việc tìm kiếm những giá trị và nguyên tắc sống có thể giúp chúng ta duy trì sự bình an và hạnh phúc là điều vô cùng quan trọng. Một trong những nguồn tài liệu quý giá về trí tuệ và sự thanh thản tinh thần chính là giáo lý của Đức Phật. Trong những lời dạy của Ngài, có một câu kệ đơn giản nhưng sâu sắc, không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy. Đây không chỉ là một chỉ dẫn đạo đức mà còn là một phương pháp sống giúp con người phát triển toàn diện cả về mặt tâm linh lẫn thực tiễn. Câu kệ, không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, chứa đựng những nguyên tắc cơ bản và thiết yếu trong giáo lý của Đức Phật. Nó không chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu đạo đức, mà là một sự tổng hợp tinh hoa của trí tuệ Phật giáo, nhằm hướng dẫn chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Không làm những việc ác, đây là một lời nhắc nhở về việc kiên quyết tránh xa các hành động gây tổn hại cho người khác và chính mình. Trong Phật giáo, việc ác không chỉ bao gồm các hành động bạo lực, lừa dối, hay bất công, mà còn có thể là những hành động xuất phát từ tâm trạng tiêu cực, như giận dữ và thù hận. Chỉ làm những việc lành, đề cập đến việc thực hành các hành động tích cực và từ bi, giúp ích cho người khác và mang lại lợi ích cho chính bản thân. Hành động lành không chỉ là việc giúp đỡ người khác mà còn là việc giữ gìn lòng nhân ái và thiện tâm trong mọi tình huống. Giữ tâm ý trong sạch, đây là một yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm rằng không chỉ hành động mà cả tâm trí và cảm xúc của chúng ta cũng phải trong sáng và không bị ô nhiễm bởi những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Những nguyên tắc này không chỉ là một phần của con đường tu tập trong Phật giáo mà còn là một phương pháp để sống một cuộc đời hài hòa và hạnh phúc. Để hiểu và áp dụng những nguyên tắc này, chúng ta cần phải đi sâu vào bản chất của việc ác và việc lành, cũng như cách giữ gìn tâm ý trong sạch. Cuốn sách này nhằm mục đích giải thích một cách chi tiết và dễ hiểu câu kệ, không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, từ góc độ của giáo lý Phật giáo và ứng dụng thực tiễn trong đời sống hàng ngày. Bằng cách phân tích từng phần của câu kệ, chúng tôi mong muốn cung cấp cho độc giả một cái nhìn rõ ràng và sâu sắc về cách sống theo những nguyên tắc này. Giải thích sâu sắc, chúng tôi sẽ nghiên cứu ý nghĩa của từng phần trong câu kệ và cách chúng liên kết với nhau. Qua đó, độc giả sẽ hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản của Phật giáo và cách áp dụng chúng vào cuộc sống. Phân tích và ứng dụng, cuốn sách sẽ cung cấp các phương pháp và kỹ thuật để thực hành những nguyên tắc này trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi sẽ đưa ra các ví dụ thực tiễn và hướng dẫn cụ thể để giúp độc giả áp dụng những nguyên tắc này một cách hiệu quả. Khuyến khích sự tự học và phát triển, mục tiêu của cuốn sách là khuyến khích độc giả tiếp tục học hỏi và thực hành, nhằm phát triển sự hiểu biết và trí tuệ cá nhân. Chúng tôi mong muốn cuốn sách sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực trong hành trình tu học và phát triển tâm linh của mỗi người. Cuốn sách này không chỉ dành cho những ai đã có nền tảng kiến thức về Phật giáo, mà còn cho những người mới bắt đầu tìm hiểu hoặc đang tìm kiếm sự hướng dẫn trong việc sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Chúng tôi hy vọng rằng qua việc nghiên cứu và thực hành các nguyên tắc trong câu kệ, độc giả sẽ tìm thấy con đường dẫn đến sự bình an và hạnh phúc thực sự. Bằng việc cung cấp một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về các nguyên tắc này, chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ góp phần vào việc lan tỏa những giá trị cao đẹp của Phật giáo và giúp mỗi cá nhân khám phá và phát triển tiềm năng tốt đẹp trong chính mình. Trong truyền thống Phật giáo, nguyên tắc đầu tiên và cơ bản nhất mà mỗi người học đạo cần ghi nhớ là không làm những việc ác. Đây không chỉ là một chỉ dẫn đạo đức mà còn là nền tảng vững chắc cho một đời sống bình an và hạnh phúc. Việc hiểu và thực hành nguyên tắc này không chỉ giúp chúng ta tránh xa khổ đau mà còn tạo điều kiện cho sự trưởng thành tâm linh. Trong Phật giáo, việc ác không chỉ bao gồm những hành động bạo lực, lừa dối hay gây tổn hại trực tiếp cho người khác, mà còn mở rộng đến những suy nghĩ xấu xa và những lời nói có thể làm tổn thương. Theo giáo lý Phật giáo, việc ác được chia thành 3 loại chính: hành động, lời nói và ý nghĩ.
Hành động ác bao gồm những hành động gây tổn hại đến người khác, như giết chóc, trộm cắp, và tình dục không đúng đắn. Những hành động này không chỉ gây hại cho người khác mà còn làm tổn thương chính bản thân chúng ta, vì chúng sẽ tạo ra những nghiệp xấu và dẫn đến khổ đau trong tương lai. Lời nói ác bao gồm việc nói dối, nói lời làm tổn thương người khác, và nói lời lăng mạ. Lời nói có sức mạnh lớn và có thể gây tổn hại không chỉ cho người nghe mà còn cho chính người nói. Khi chúng ta dùng lời nói để làm tổn thương người khác, chúng ta đang nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn mình. Ý nghĩ ác là những suy nghĩ xấu xa và tăm tối. Những suy nghĩ này có thể dẫn đến những hành động và lời nói ác, và chúng thường phản ánh những vấn đề sâu xa trong tâm trí chúng ta. Việc nuôi dưỡng những ý nghĩ tiêu cực có thể làm cho chúng ta trở nên căng thẳng, lo âu và thiếu hạnh phúc. Nguyên nhân sâu xa của việc ác thường liên quan đến ba độc tố chính trong tâm trí con người: tham, sân, và si. Tham lam khiến chúng ta khao khát có được nhiều hơn những gì chúng ta cần, dẫn đến việc làm hại người khác để thỏa mãn những mong muốn cá nhân. Sân, giận dữ, là một cảm xúc mạnh mẽ có thể khiến chúng ta hành động một cách thiếu suy nghĩ và gây tổn hại cho người khác và chính bản thân mình. Si, ngu dốt, liên quan đến sự thiếu hiểu biết và sự mơ hồ về bản chất thực sự của cuộc sống. Khi chúng ta không nhận thức được bản chất của mọi sự vật, chúng ta dễ dàng rơi vào những hành động và ý nghĩ sai lầm. Hậu quả của việc ác là rất nghiêm trọng. Theo giáo lý Phật giáo, những hành động ác không chỉ gây tổn hại cho người khác mà còn tạo ra nghiệp xấu, tức là những hành động và phản ứng từ những hành vi xấu này sẽ quay lại ảnh hưởng đến chính chúng ta. Những hành động ác có thể tạo ra một chu kỳ khổ đau và làm giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta hành động ác, chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, điều này có thể dẫn đến những vấn đề tâm lý như lo âu và trầm cảm. Thêm vào đó, việc ác có thể làm hỏng mối quan hệ của chúng ta với người khác và tạo ra một môi trường xã hội không lành mạnh. Để tránh xa việc ác, chúng ta cần phải thực hành một số phương pháp cụ thể và kiên trì. Tự nhận thức và kiểm soát cảm xúc, một trong những bước quan trọng đầu tiên là học cách nhận diện và kiểm soát cảm xúc của mình. Khi chúng ta nhận thức được sự xuất hiện của tham, sân, và si, chúng ta có thể điều chỉnh hành vi của mình để tránh những hành động ác. Thiền định là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta giữ cho tâm trí được bình an và trong sạch. Thực hành thiền định đều đặn giúp chúng ta làm chủ được những suy nghĩ và cảm xúc của mình, từ đó giảm thiểu khả năng thực hiện những hành động ác. Tập trung vào việc làm lành, khi chúng ta tập trung vào việc làm những việc lành, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tránh xa việc ác. Việc thực hành lòng từ bi và làm những việc thiện lành sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng những phẩm chất tích cực trong tâm hồn và giảm bớt những khuynh hướng tiêu cực. Tự phản tỉnh, hàng ngày, hãy dành thời gian để tự phản tỉnh về những hành động và suy nghĩ của mình. Điều này giúp chúng ta nhận ra những điểm yếu và sửa chữa những sai lầm trước khi chúng có cơ hội ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Tìm kiếm sự hỗ trợ, đôi khi, chúng ta cần sự hỗ trợ từ những người khác để duy trì sự thực hành đúng đắn. Hãy tìm đến những người có kinh nghiệm trong việc thực hành Phật giáo, tham gia các nhóm học hỏi hoặc tìm kiếm sự hướng dẫn từ các bậc thầy. Việc tránh xa những hành động ác là một phần quan trọng trong con đường tu học của Phật giáo. Bằng cách hiểu và thực hành nguyên tắc này, chúng ta không chỉ bảo vệ bản thân khỏi khổ đau mà còn góp phần xây dựng một xã hội hòa bình và hạnh phúc. Việc thực hành những phương pháp để tránh xa việc ác và nuôi dưỡng những phẩm chất tích cực là một hành trình liên tục và đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng. Hãy nhớ rằng, mỗi hành động thiện lành mà chúng ta thực hiện sẽ dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn và một cuộc sống đầy ý nghĩa. Chỉ làm những việc lành. Trong giáo lý Phật giáo, việc làm lành không chỉ đơn thuần là hành động thiện nguyện hay những hành vi từ bi, mà còn là một phương thức sống, một cách duy trì và nuôi dưỡng sự thanh thản và hạnh phúc trong tâm hồn. Theo lời dạy của chư Phật, làm những việc lành là con đường dẫn đến sự giác ngộ và bình an nội tâm. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá định nghĩa việc lành, các nguyên tắc của việc làm lành, và những ví dụ thực tiễn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự quan trọng của việc thực hành này. Việc lành, theo Phật giáo, không chỉ bao gồm những hành động hữu ích và có lợi cho người khác, mà còn bao hàm các hành động xuất phát từ tâm ý trong sáng và thiện lương. Điều này có nghĩa là bất kỳ hành động nào được thực hiện với lòng từ bi, trí tuệ, và sự hiểu biết đều được coi là việc lành. Hành động từ bi là một yếu tố quan trọng trong việc làm lành.
Đây là những hành động được thực hiện với mục tiêu giảm bớt khổ đau và mang lại niềm vui cho người khác. Từ bi không chỉ là lòng thương cảm mà còn là sự quan tâm chân thành đến hạnh phúc và sự phát triển của người khác. Trí tuệ trong việc làm lành liên quan đến khả năng hiểu biết và nhận thức đúng đắn về những gì mang lại lợi ích thực sự. Trí tuệ giúp chúng ta phân biệt giữa thiện và ác, giúp chúng ta hành động theo cách phù hợp và có trách nhiệm. Ngoài ra, việc làm lành cũng cần có sự hiểu biết và chân thành. Chúng ta cần nhận thức được tác động của hành động của mình đến người khác và xã hội, và hành động với sự chân thành, không mong đợi phần thưởng hay sự công nhận. Để thực hành việc làm lành một cách hiệu quả, chúng ta cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Những nguyên tắc này không chỉ giúp chúng ta duy trì hành vi thiện lương mà còn thúc đẩy sự phát triển của tâm linh và sự hòa hợp trong cuộc sống. 1. Lòng từ bi và đồng cảm. Khi thực hiện một hành động, hãy bắt đầu từ lòng từ bi. Điều này có nghĩa là chúng ta cần đặt mình vào vị trí của người khác, cảm nhận nỗi đau và niềm vui của họ, và hành động sao cho phù hợp với nhu cầu và mong mỏi của họ. Hãy nhớ rằng lòng từ bi không chỉ thể hiện qua những hành động lớn mà còn trong những hành động nhỏ bé, như một nụ cười hay một lời động viên. 2. Sự chân thành và trong sáng. Hành động của chúng ta cần xuất phát từ sự chân thành và trong sáng. Đừng thực hiện hành động tốt chỉ vì muốn được khen ngợi hay nhận lại điều gì đó. Thay vào đó, hãy làm điều đó vì sự quan tâm chân thật đến người khác. Sự chân thành giúp chúng ta xây dựng niềm tin và sự kết nối sâu sắc với người khác. 3. Trí tuệ và sự hiểu biết. Trí tuệ giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về các tình huống và hành động của mình. Trước khi thực hiện một hành động, hãy cân nhắc kỹ lưỡng về tác động của nó đối với người khác và xã hội. Sự hiểu biết này giúp chúng ta tránh làm những việc có thể gây hại hoặc không phù hợp. 4. Tinh thần tự nguyện và không mong đợi phần thưởng. Việc làm lành nên được thực hiện với tinh thần tự nguyện, không mong đợi phần thưởng hay sự công nhận từ người khác. Sự tự nguyện trong hành động giúp chúng ta giữ được sự trong sáng và không bị ảnh hưởng bởi động cơ cá nhân. Để hiểu rõ hơn về việc làm lành, chúng ta có thể tham khảo những ví dụ thực tiễn từ cuộc sống và các câu chuyện trong lịch sử Phật giáo. 1. Câu chuyện về Ngài Ananda và sự giúp đỡ người nghèo. Ngài Ananda, một trong những đệ tử chính của Đức Phật, nổi tiếng với lòng từ bi và sự giúp đỡ không ngừng đối với người nghèo. Một lần, khi Ngài thấy một người phụ nữ nghèo khổ không có đủ thức ăn, Ngài đã chia sẻ phần thức ăn của mình với cô ấy mà không yêu cầu gì đổi lại. Hành động này không chỉ giúp đỡ người khác mà còn thể hiện lòng từ bi sâu sắc và sự chân thành của Ngài. 2. Ví dụ từ cuộc sống hiện đại. Trong cuộc sống hiện đại, có nhiều cá nhân và tổ chức thực hành việc làm lành một cách đáng ngưỡng mộ. Chẳng hạn, nhiều tổ chức từ thiện và tình nguyện viên làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ những người kém may mắn. Họ không chỉ cung cấp sự trợ giúp về vật chất mà còn mang lại sự động viên và an ủi cho những người cần giúp đỡ. Những hành động này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người nhận mà còn góp phần tạo nên một xã hội hào hùng và hòa bình hơn. 3. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Những hành động nhỏ như giúp đỡ một người bạn trong khó khăn, lắng nghe và chia sẻ với người khác, hay đơn giản là một lời động viên có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của người khác. Những hành động này, dù nhỏ bé, nhưng thể hiện sự quan tâm và lòng từ bi, góp phần xây dựng một môi trường sống tích cực và hòa hợp. Việc làm lành không chỉ là một phần của giáo lý Phật giáo mà còn là một nguyên tắc sống có giá trị trong cuộc sống hàng ngày. Nó giúp chúng ta duy trì lòng từ bi, trí tuệ, và sự chân thành trong mọi hành động, và qua đó, tạo ra sự hòa hợp và hạnh phúc cho chính mình và người khác. Bằng cách thực hành những nguyên tắc và áp dụng những bài học từ các ví dụ thực tiễn, chúng ta có thể tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng. Giữ tâm ý trong sạch. Giữ tâm ý trong sạch không chỉ là một phần quan trọng trong thực hành Phật giáo mà còn là một phương pháp sống mang lại bình an và hạnh phúc bền vững. Đây là nền tảng giúp chúng ta đạt được sự hòa hợp trong cuộc sống và phát triển những phẩm chất tốt đẹp. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa của tâm ý trong sạch, các phương pháp thực hành, và cách đối phó với những thử thách trong việc duy trì sự thanh tịnh của tâm trí. Trong Phật giáo, tâm ý trong sạch được hiểu là một trạng thái tinh thần không bị ô nhiễm bởi những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc không lành, hoặc những động cơ xấu xa. Tâm ý trong sạch là tâm trí không bị vướng mắc bởi tham, sân, si, và các loại phiền não khác. Đây là một tâm trí trong sáng, tự do khỏi sự lo lắng,
sợ hãi, và những cảm xúc tiêu cực làm cản trở sự phát triển tâm linh. Tâm ý trong sạch không chỉ đơn thuần là việc tránh xa những suy nghĩ xấu mà còn là việc nuôi dưỡng và phát triển những phẩm chất tích cực như từ bi, trí tuệ, và lòng chân thành. Đó là một trạng thái của tâm trí khi nó có khả năng nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng và bình thản, không bị chi phối bởi những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Thiền định là một công cụ mạnh mẽ giúp giữ tâm ý trong sạch. Khi thực hành thiền, chúng ta học cách quan sát tâm trí của mình mà không phán xét, từ đó nhận diện và từ bỏ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Thiền giúp chúng ta tập trung vào hiện tại, giảm bớt sự lo âu và căng thẳng, và mang lại sự bình an nội tâm. Có nhiều phương pháp thiền khác nhau, từ thiền chánh niệm mindfulness đến thiền quán tưởng concentration meditation. Dù chọn phương pháp nào, việc dành thời gian để thực hành thiền hàng ngày sẽ giúp bạn duy trì một tâm trí trong sạch và sáng suốt. Tự quan sát và phản tỉnh là việc quan trọng để duy trì tâm ý trong sạch. Khi tự quan sát, bạn có thể nhận diện những suy nghĩ và cảm xúc của mình, hiểu rõ hơn về nguồn gốc của chúng, và điều chỉnh chúng khi cần thiết. Phản tỉnh giúp bạn đánh giá hành động và thái độ của mình, từ đó cải thiện bản thân và giảm bớt những tác động tiêu cực. Lời nói và hành động có thể ảnh hưởng sâu sắc đến trạng thái tâm trí của bạn. Việc duy trì sự chân thành, tử tế và khôn ngoan trong giao tiếp và hành động không chỉ giúp bạn tránh xa những xung đột và căng thẳng mà còn giúp giữ tâm ý của bạn trong sạch. Tránh những lời nói và hành động gây tổn thương cho người khác, và tập trung vào việc làm những việc lành. Tạo ra một môi trường tích cực xung quanh bạn có thể giúp giữ tâm ý trong sạch. Điều này bao gồm việc chọn lựa bạn bè và môi trường sống có ảnh hưởng tích cực, tham gia vào các hoạt động mang lại sự vui vẻ và sự phát triển cá nhân. Tập trung vào việc phát triển những giá trị tích cực như từ bi, trí tuệ, và lòng biết ơn sẽ giúp làm sáng tâm trí bạn. Một trong những thử thách lớn nhất trong việc giữ tâm ý trong sạch là đối phó với những tâm trạng tiêu cực như lo âu, giận dữ, hay buồn bã. Những cảm xúc này có thể xuất hiện do nhiều yếu tố khác nhau, từ áp lực công việc đến xung đột trong các mối quan hệ. Để vượt qua chúng, bạn cần nhận diện và chấp nhận những cảm xúc này, sau đó áp dụng các phương pháp thiền, tự quan sát, và điều chỉnh tâm trí để quay lại trạng thái bình an. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên đối mặt với sự cám dỗ từ nhiều phía. Những cám dỗ này có thể là sự ham muốn vật chất, sự hấp dẫn từ các hành vi không lành mạnh, hay áp lực từ xã hội. Để giữ tâm ý trong sạch, bạn cần phát triển khả năng tự kiềm chế, nhận thức rõ ràng về những cám dỗ này, và kiên trì với các nguyên tắc và giá trị của bản thân. Xung đột và mâu thuẫn trong các mối quan hệ có thể gây ra sự căng thẳng và ảnh hưởng đến tâm trí của bạn. Để duy trì tâm ý trong sạch trong những tình huống như vậy, bạn cần học cách quản lý cảm xúc của mình một cách bình tĩnh và khôn ngoan. Hãy cố gắng hiểu quan điểm của người khác, giữ thái độ hòa nhã, và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các vấn đề. Giữ tâm ý trong sạch là một hành trình liên tục và cần sự kiên nhẫn, tự nhận thức, và thực hành hàng ngày. Qua việc thiền định, tự quan sát, duy trì những hành động lành mạnh, và đối phó với các thử thách một cách khôn ngoan, bạn có thể đạt được một tâm trí trong sáng và bình an. Đây không chỉ là mục tiêu của thực hành Phật giáo mà còn là con đường dẫn đến hạnh phúc và sự hòa hợp trong cuộc sống. Khi tâm ý của bạn trong sạch, bạn sẽ có khả năng sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và tràn đầy yêu thương. Ứng dụng lời dạy của chư Phật vào cuộc sống hàng ngày. Lời dạy của chư Phật không chỉ là những chân lý cao siêu mà còn là những nguyên tắc thực tiễn, có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để mang lại hạnh phúc và bình an. Phần này sẽ tập trung vào cách ứng dụng ba yếu tố chính từ câu kệ, không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, vào các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, bao gồm đời sống cá nhân, cộng đồng và xã hội rộng lớn. Việc áp dụng lời dạy của chư Phật trong cuộc sống cá nhân là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Trong mỗi ngày, chúng ta có thể thực hành không làm việc ác bằng cách giữ gìn lời nói, hành động và ý nghĩ của mình. Việc này đòi hỏi sự chú tâm và ý thức cao về cách chúng ta tương tác với người khác và môi trường xung quanh. Lời nói và hành động của chúng ta có thể gây ảnh hưởng sâu rộng đến bản thân và người khác. Hãy bắt đầu bằng cách quan sát và kiểm soát những gì chúng ta nói và làm. Tránh xa những lời nói tiêu cực, chỉ trích và phê phán. Thay vào đó, hãy chọn lựa sự thông cảm, khuyến khích và hỗ trợ. Ví dụ, khi đối mặt với một tình huống khó khăn, thay vì phản ứng bằng sự tức giận hay khó chịu,
hãy cố gắng hiểu và đồng cảm với người khác. Các hành động lành mạnh không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn cho chính chúng ta. Hãy chủ động làm những việc tốt đẹp như giúp đỡ người khác trong những việc nhỏ nhặt, tham gia các hoạt động từ thiện, hoặc đơn giản là thể hiện sự tử tế trong cuộc sống hàng ngày. Những việc này có thể là việc hỗ trợ bạn bè, đồng nghiệp trong công việc, hoặc tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Tâm ý trong sạch là yếu tố quan trọng để duy trì sự bình an nội tâm. Để giữ cho tâm trí thanh thản, chúng ta cần thực hành thiền định và tự phản chiếu. Dành thời gian mỗi ngày để ngồi yên lặng, tập trung vào hơi thở, và quan sát suy nghĩ của mình mà không bị cuốn theo chúng. Điều này giúp chúng ta nhận diện và loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, từ đó duy trì trạng thái tâm lý ổn định và tích cực. Lời dạy của Phật không chỉ có ý nghĩa cá nhân mà còn có tác động sâu rộng đến cộng đồng và xã hội. Việc thực hành không làm việc ác và làm việc lành trong môi trường xã hội đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa lý tưởng và hành động thực tế. Mỗi người đều có trách nhiệm đối với cộng đồng mà mình sống. Để thực hành lời dạy của Phật trong cộng đồng, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc tham gia các hoạt động cộng đồng và xã hội, như tình nguyện giúp đỡ các tổ chức từ thiện, tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, hoặc đơn giản là tham gia vào các hoạt động văn hóa và giáo dục. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người khác mà còn làm phong phú thêm chính cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể góp phần vào việc xây dựng một môi trường xã hội tích cực bằng cách tạo ra những không gian giao tiếp và hợp tác lành mạnh. Thay vì thúc đẩy sự cạnh tranh và xung đột, hãy khuyến khích sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Trong công việc, điều này có thể thể hiện qua việc hỗ trợ đồng nghiệp, chia sẻ kiến thức và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trong gia đình và bạn bè, hãy duy trì mối quan hệ hòa thuận và khuyến khích sự thấu hiểu và cảm thông. Khi đối mặt với các quyết định quan trọng trong cuộc sống, hãy cân nhắc đến những yếu tố đạo đức và tinh thần. Đặt câu hỏi liệu quyết định của bạn có thể gây tổn hại đến người khác hoặc môi trường xung quanh không? Thực hiện những quyết định với sự cân nhắc kỹ lưỡng về hậu quả của nó và ưu tiên những lựa chọn mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho cộng đồng. Việc học hỏi từ những người đã áp dụng lời dạy của Phật vào cuộc sống là một nguồn cảm hứng quý giá. Những câu chuyện thành công không chỉ chứng minh sự hiệu quả của những nguyên tắc này mà còn cung cấp những ví dụ cụ thể về cách thực hành trong cuộc sống. Nhiều nhà lãnh đạo tâm linh và cộng đồng đã áp dụng lời dạy của Phật để tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội. Ví dụ, các tu sĩ và tăng ni đã không ngừng nỗ lực để cải thiện đời sống của những người nghèo khổ, tổ chức các hoạt động từ thiện và giáo dục để mang lại lợi ích cho cộng đồng. Họ là những minh chứng sống động cho việc thực hành không làm việc ác, làm việc lành và giữ tâm ý trong sạch. Ngoài các nhà lãnh đạo tâm linh, còn có nhiều cá nhân và nhóm cộng đồng đã áp dụng các nguyên tắc này để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống hàng ngày. Họ có thể là những người đã từ bỏ những thói quen tiêu cực, thực hiện hành động tích cực trong công việc và gia đình, hoặc đơn giản là duy trì một thái độ tích cực và hào phóng trong các mối quan hệ cá nhân. Những câu chuyện này giúp chúng ta thấy rõ hơn về cách áp dụng những lời dạy vào thực tế và khuyến khích chúng ta thực hành tương tự. Ứng dụng lời dạy của chư Phật vào cuộc sống hàng ngày không chỉ giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn mà còn tạo ra một cộng đồng và xã hội hòa bình và thịnh vượng hơn. Bằng cách không làm việc ác, làm việc lành, và giữ tâm ý trong sạch, chúng ta không chỉ thay đổi bản thân mà còn góp phần vào việc tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Hãy bắt đầu từ hôm nay, thực hành những nguyên tắc này trong từng hành động nhỏ nhất và chứng kiến sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Kết luận. Trong hành trình khám phá câu kệ, không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy, chúng ta đã cùng nhau đi qua những khía cạnh quan trọng của một cuộc sống hướng đến sự giác ngộ và bình an. Những nguyên lý mà câu kệ này truyền đạt không chỉ là nền tảng của giáo lý Phật giáo mà còn là hướng dẫn quý báu cho mỗi cá nhân trong việc xây dựng cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Đầu tiên, chúng ta đã nhận diện và phân tích các khái niệm cơ bản về việc ác và việc lành. Việc ác, với những hành động, lời nói và ý nghĩ tiêu cực, không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn làm xói mòn chính bản thân chúng ta. Ngược lại, việc lành, thông qua lòng từ bi, trí tuệ và các hành động thiện lành, giúp nâng cao phẩm giá của mỗi cá nhân và làm phong phú cuộc sống cộng đồng. Việc nhận diện và tránh xa việc ác, đồng thời chủ động thực hành việc lành, không phải là một hành động nhất thời mà là một quá trình liên tục, cần sự nỗ lực và kiên trì.
chúng ta cũng đã tìm hiểu sâu về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ tâm ý trong sạch. Trong giáo lý Phật giáo, tâm ý được coi là trung tâm của mọi hành động và quyết định. Một tâm trí trong sạch không chỉ giúp chúng ta tránh xa những hành động ác mà còn tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc thực hành các hành động thiện lành. Qua việc thiền định, tự chiêm nghiệm và giữ gìn sự thanh tịnh trong suy nghĩ và cảm xúc, chúng ta có thể vượt qua những xung đột nội tâm, từ đó hướng đến sự bình an và hạnh phúc chân thật. Cuốn sách đã mang đến những phương pháp và bài học thực tiễn từ cuộc sống và các truyền thuyết Phật giáo để giúp chúng ta áp dụng các nguyên lý này vào cuộc sống hàng ngày. Những ví dụ cụ thể từ các câu chuyện trong kinh điển và cuộc sống thực tế không chỉ minh họa cho sự hiệu quả của việc thực hành mà còn truyền cảm hứng cho chúng ta tiếp tục nỗ lực. Các phương pháp giữ tâm ý trong sạch và tránh xa việc ác không phải là những lý thuyết xa lạ mà là những bài học thiết thực, có thể được áp dụng trong mọi hoàn cảnh, từ gia đình, công việc cho đến các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, con đường thực hành lời dạy của chư Phật không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Chúng ta sẽ gặp phải những thử thách, khó khăn và đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chính trong những thời điểm khó khăn đó, việc kiên định với mục tiêu không làm việc ác, làm việc lành và giữ tâm ý trong sạch sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại. Những khó khăn này cũng là cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn và củng cố thêm niềm tin vào con đường mà chúng ta đã chọn. Cuối cùng, việc thực hành những lời dạy của chư Phật không chỉ là một nghĩa vụ cá nhân mà còn là một trách nhiệm xã hội. Khi mỗi cá nhân thực hiện những hành động thiện lành và giữ tâm ý trong sạch, chúng ta không chỉ tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của chính mình mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng và xã hội tốt đẹp hơn. Một xã hội được xây dựng trên nền tảng của lòng từ bi và trí tuệ sẽ là một nơi hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng. Khi kết thúc cuốn sách này, tôi muốn khuyến khích bạn, độc giả thân mến, không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận lý thuyết mà hãy chuyển hóa những gì đã học thành hành động thực tế. Hãy để câu kệ, không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch, trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Hãy thực hành những nguyên lý này trong từng hành động, từng lời nói và từng suy nghĩ. Qua đó, bạn sẽ khám phá được những giá trị sâu sắc và tinh túy mà Phật giáo mang lại, đồng thời trải nghiệm được sự bình an và hạnh phúc chân thật mà chúng ta luôn tìm kiếm. Cuối cùng, việc tiếp tục học hỏi và tu hành sẽ không bao giờ có điểm dừng. Con đường giác ngộ là một hành trình dài, nhưng mỗi bước đi, dù nhỏ hay lớn, đều là một bước tiến gần hơn đến sự hiểu biết và trí tuệ sâu sắc. Hãy giữ vững niềm tin và sự kiên trì, và luôn nhớ rằng mỗi hành động thiện lành, mỗi suy nghĩ trong sạch đều góp phần vào việc tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho chính bạn và cho những người xung quanh. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết nội dung của câu kinh pháp cú, không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành. Giữ tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào câu kệ mới.